Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 21 tháng 11, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang trong những ngày thời tiết đẹp, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông rải rác vài nơi vào chiều tối và đêm. Về đêm và sáng sớm, tiết trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Ngày mai trời nắng, riêng khu vực phía bắc của tỉnh cường độ nắng mạnh và có khả năng xuất hiện cảm giác oi bức vào thời điểm trưa chiều. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối từ 84 đến 89%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối từ 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, giật trên cấp 5, biển bình thường có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 22 tháng 11 năm 2021, mực nước cao nhất 380cm xuất hiện lúc 0 giờ, thấp nhất 75cm xuất hiện lúc 9 giờ 15 phút.